Khoang xe có mùi thì 100% anh em mình sẽ phải gặp phải. Và ưu tiên sẽ là lựa chọn những sản phẩm có thể tạo được mùi thơm. Thế nhưng mà tìm một sản phẩm vừa an toàn đến sức khỏe này, giá hợp lý này, lại còn đến từ thương hiệu nổi tiếng thì thực sự rất khó. Thế mà tôi tìm được một loại có thể coi là đỉnh của shop luôn. Nó có cả 4 dạng nhá, dạng gen này, dạng xịt này, dạng sáp treo này và cả dạng cài cửa gió. Anh em muốn biết là gì không? Yankee Candle là hãng sản xuất nến thơm của Mỹ nhá, bán trên 50 quốc gia luôn. Và trong tay tôi đang là 4 dạng tạo mùi sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của anh em. Đầu tiên sẽ là tinh dầu đậm đặc dạng xịt, bé thế này thôi ấy, nhưng mà xịt 300 lần mới hết. Ai xịt trong xe này, trong phòng này, xịt vào khăn này và lau các chi tiết khác để tạo mùi. Nó có thể giữ hương được khoảng 4 tiếng nhá. Rất là nhỏ gọn, làm một cái bỏ túi, xịt đâu cũng được, nhưng cấm anh em xịt mồm, xịt giày nhá. Thứ hai nhá, sáp thơm dạng treo, 13 mùi cho anh em lựa chọn, rất là tự nhiên luôn. Treo ở đây á, hết sạch con vào bảy. Thứ ba nhá, nước hoa gắn cửa gió điều hòa, có 10 mùi lựa chọn. Táo, quế này, trời xanh có đủ, nhưng mà may là không có mùi trà xanh thì vợ nó gõ cho to đầu. Cài vào đây, và một lọ này thì có thể lưu hương được 8 tuần. Và cuối cùng là dạng gen thơm, to nhất nhưng mà lại lưu hương ít nhất, nhưng mà được cái có thể sử dụng trong xe này, tủ quần áo này, phòng ngủ này, thậm chí cả nhà vệ sinh. Sẽ có 10 mùi cho anh em lựa chọn nhá. Đấy, đây nhá, 4 kiểu dáng với hơn 40 mùi hương cho anh em lựa chọn. Thích xịt có xịt, thích treo có treo, thích sáp có sáp. Bọn mẹo á, nó dùng suốt, anh em mình còn lăn tăn cái gì nữa. Giá thì rẻ như đồ của nhà hàng xóm.